Vâng các bạn ạ, và Morning thì các bạn biết đấy, Morning là một trong những cái dòng xe mà có thể nói là siêu tiết kiệm, rất là lành, rất là bền. Một trong những cái dòng xe có thể là mang lại cho chúng ta một cái gì đó nhỏ gọn. Và nhất là các bác nào mà đang có nhu cầu muốn chạy Grab hay chạy taxi, thì với cái dòng Morning này chúng ta có thể là một cái chiếc xe khởi nghiệp để cho chúng ta có thể là mua về chạy dịch vụ để làm kinh tế, đó gọi là khởi nghiệp. Và ngày hôm nay thì ở đây thì có khoảng 8 chiếc xe Morning. Thì nó cũng toàn là chiếc xe có form mới, form cũ có cả, và có cả số tự động, số sàn. Vậy thì quý bà con, cô bác, anh chị em nào đang quan tâm về những chiếc Morning, thì ngày hôm nay tôi đây sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em, một số những cái dòng xe Morning đang có mặt tại cửa hàng. Vậy thì quý bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm thì có thể liếc máy lên và alo trực tiếp cho tôi đang có tỏi phòng qua số hotline. Ở đây có cả Morning số tự động, có cả Morning số sàn, có cả bàn đủ, có cả bàn thiếu, có cả xe gia đình và có cả xe dịch vụ. Là các bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về từng tầm giá nào hay chiếc xe nào thì có thể là nhấc máy lên và alo hoặc đăng ký và like kênh trực tiếp cho em nhé. Bây giờ tôi đang sẽ đi giới thiệu cho tất cả mọi người về những chiếc xe này. Vâng, như các bạn thấy đấy, thì trước màn hình nhỏ đây thì có khoảng 8 chiếc xe Morning, thì nó có rơi vào tầm 6 chiếc xe form mới và hai chiếc xe form cũ. Hai chiếc xe form cũ thì nó là số tự động rồi các bạn ạ, xe nhập khẩu. Và cũng không làm mất thời gian của tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con nữa, thì tuấn anh sẽ đi giới thiệu chi tiết từng mẫu xe cho mọi người. Ở đầu tiên đây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc xe màu đỏ các bạn ạ, màu đỏ, sản xuất năm 2016, biển là 51F97211. Nói về chiếc xe này là một chiếc xe mà bên em đã rút hồ sơ rồi về, thì các bạn chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi. Và với cái mức ra tên của con này thì nó hồ sơ cầm tay rồi, thì ra tên mất khoảng tầm 5 đến 6 triệu là chúng ta có thể là nhờ dịch vụ hoặc là có thể tự đi làm, thì nó sẽ rẻ hơn một tí. Đấy. Nhưng mà tốt nhất là các bạn không biết gì thì các bạn cứ đi nhờ dịch vụ thì nó sẽ rẻ hơn. Rẻ hơn ở cái chỗ là mình không phải mất công đi lại. Tóm lại là dịch vụ người ta sẽ lo hết cho mọi người. Và chiếc xe này tại sao lại rút hồ sơ rồi vẫn còn biển, thì cái biển này thực sự là em lắp vào em chạy quanh quanh như thôi, chứ còn đâu thì con này đã rút hồ sơ rồi về, thì các bạn chỉ phải ra tên thôi. Với chiếc xe này thì nó cũng là một chiếc xe mà bản 1.25, bản gọi là chung là cũng là taxi ra, và đã được độ thêm la răng đúc. Với cái bản này thì nó nguyên bản của nó không có la răng đúc các bạn nhé, và không có màn hình, không có đèn gầm. Tóm lại thì bên em mua về cũng đã status lại và lưng phun đồ cho nó đẹp, để cho các bác về chỉ việc đi thôi. Đó, không phải lưng cái gì cả. Cái giá của nó thì bên em đang bán là 199 triệu. Nếu như các bác là thiện chí ra tên thì bên em sẽ bao ra tên ở cái tầm giá đó và có bớt lọc lá cho mọi người. Còn nếu các bác nào tự ra tên thì em sẽ bớt cho cái tiền ra tên về để đi tự ra tên. Đó, xe thì nó là chiếc xe taxi rồi, nhưng bên em cũng có thể là vẫn cam kết cho tất cả mọi người là chiếc xe này không có lỗi, không có đâm đụng tai nạn gì. Tất nhiên thì đó là taxi, nhưng em cam kết cho các bác là nó không có đâm đụng tai nạn gì. Nó còn khá là chất. Tất nhiên thì taxi mà cứ nói mạnh thì nó không phải đúng, nhưng mà nói chung là với chiếc xe này thì nó còn được, với cái tầm giá như vậy thì em nghĩ là nó cũng khá hợp lý. Nếu có cao hơn một chút thì cao hơn một tí thôi, còn đâu thì đến thì bên em vẫn bớt cho mọi người. Nên là các bạn cứ yên tâm mà đến và alo cho em đến xem xe chạy thử tại cửa hàng, để cho có thể là cái giá cả thì chúng ta có thể là đi vào một cái thực tế nhất để cho chúng ta có thể là sử dụng, đúng không ạ? Còn đâu nhiều bác thì bảo là cao thì tất nhiên rồi. Người bán thì cũng muốn cao, người mua muốn mua rẻ. Và tóm lại là các bạn phải đến hoặc là phải alo trực tiếp để chúng ta đi vào cái chung kết thì sẽ có một cái giá rẻ hơn. Chứ xem không thì nó chỉ là một cái hình thức gọi là tham khảo thôi, đúng không ạ? Và Tuấn Anh cũng đang rất muốn các bác là sẽ tham khảo bên em để có thể là xem là giá cả bên em cũng như chất lượng xe bên em, hay là những bác nào mua rồi thì có xem chất lượng bên em nó khác với những cái xe ở các salon khác như thế nào. Tóm lại thì hợp đâu chúng ta mua đấy. Vâng, 199 triệu là với chiếc xe màu đỏ vừa rồi, thì bên em sẽ miễn phí cho các bạn về thủ tục ra tên. Đấy. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay một cái chiếc xe bản đủ. Con này thì cũng mới về cửa hàng bên em xong. Một chiếc xe Morning bản SI. Đấy, đời 2017, một mẫu xe gia đình, biển Thái Bình. Biển Thái Bình các bạn nhé, 17A08185. Chiếc xe thì được trang bị hộp số sàn, một chủ từ mới, zin đét luôn. Với cái bản đủ thì các bạn có thể nhìn thấy là rất khác biệt so với cái bản thường.
Bản đồ thì các bạn đầu tiên các bạn nhìn thấy vào cái mặt lạ này thì đã các bạn thấy được cái đèn bi bên dưới cộng với lại cái mặt ca lăng cả đó rất là khác. Cái thứ hai là bên trên đèn cụm đèn pha thì nó sẽ được trang bị hệ thống đèn bi cộng với lại đèn nét ban ngày. Hệ thống xi nhan thì được tích hợp trên gương là nguyên bản theo xe, và hệ thống la đăng đúc, la đăng phay cũng là nguyên bản theo xe. Với chiếc xe này thì còn đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, màu trắng rất đẹp cho mọi người. Vậy bà con có bác anh chị em nào quan tâm về mẫu xe Morning này thì đây cũng là một cái chiếc xe mà gia đình sử dụng nếu như các bác thích cái tầm tiền gia đình và bản đủ. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán là 269 triệu đồng. Với cái bản đủ thì được trang bị rất nhiều những cái tính năng, nó sẽ khác hẳn so với những chiếc xe bản hiếu. Đó các bạn thấy đây, một chiếc Morning bản SI biển Thái Bình. Hệ thống bô kép là bô nguyên bản nhé, hệ thống đèn tròn phía sau và hệ thống la răng phay lốp. Thì chiếc xe thì với chiếc xe này thì chủ nhân của chiếc xe cũng đã thay một dàn lốp mới trước khi bán đây. Đấy. Vâng, 269 triệu đồng thì quý khách hàng và bà con cũng đã có thể là sở hữu về chiếc xe này. Và chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biệt khi chúng ta mở cái cánh cửa lái này ra. Với bản SI, tức là bản đủ số sàn này, thì nó sẽ được trang bị hệ thống là volume tích hợp trên vô lăng cộng với hệ thống điều hòa tự động, màn hình Android thì cái màn hình nên là màn hình lưng rồi. Còn đâu nguyên bản của nó sẽ nó có một cái màn hình DVD rất là đẹp, nhưng màn hình này thì đã lưng rồi. Và cổ số của nó thì cũng khá là ổn định đây các bạn nhé. Hệ thống nội thất là ghế da của nó là căng mộng luôn, căng mộng luôn. Và ở phần tắp lô, tắp ly cánh cửa thì được trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện và gương cụt xòe. Nói chung là bản đủ thì chúng ta sẽ có một cái chiếc xe hợp lý hơn rất nhiều. Vậy thì quý bà con, cô bác, anh chị em nào nó thích cái dòng xe này thì đây là một chiếc xe cũng khá là lý tưởng cho mọi người. Tiếp tục thì sang bên đây chúng ta sẽ có một cái chiếc Morning màu xanh đen các bạn ạ. Con này thì các bạn nhìn thấy là giống chiếc xe bên đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là một chiếc xe bản đủ nhá, cũng là SI, nhưng mà đây là một chiếc xe được mang trên mình cái phiên bản số tự động. Vâng, số tự động. Số tự động sẽ đắt hơn dòng xe số sàn, nó rơi vào tầm vài chục triệu đồng. Chiếc xe này thì là màu xanh đen và bản số tự động 1.25 biển Quảng Ninh, một chủ từ đầu. Và đăng kiểm của chiếc xe thì đến tháng 3 năm 2023. Tên tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng, hộp số zig zag, máy eco. Và đây, nếu như chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng nhất là ở cái phần đầu này, đây là một cái đầu nguyên bản. Đầu nguyên bản theo xe của dòng xe Morning số tự động bản SI. Còn nó tất cả mọi thứ của nó thì cũng khá là giống với những chiếc xe số sàn, trừ hộp số các bạn nhé. Tất cả nội thất của nó rất là đẹp luôn. Với chiếc xe này thì hiện tại là bên em đang bán là với giá là 318 triệu đồng, tức là đắt hơn chiếc xe khoảng tầm hơn 40. Đó, nhưng mà nó là số tự động các bạn nhé, nó là số tự động. Hệ thống đèn phía sau nó là giải đèn nét các bạn nhé, giải đèn nét này. Đèn nét này rất đẹp. Hệ thống bô kép và biển Hải Phòng. Với cái màu xanh đen này cũng là một cái màu mà em nghĩ là nó cũng khá là bắt mắt và khá là nhã nhặn. Nếu là chúng ta đi, đúng không ạ? Vâng, một cái chiếc xe số tự động như thế này thì em nghĩ là nó cũng khá hợp lý ở cái tầm tiền hơn 300. Có rất nhiều bác thì bảo là xe mới bây giờ nó chưa đến 300, mà giờ bây giờ 2017 mà các bạn vẫn bán 300 mười mấy triệu thì không biết là bác mua ở đâu ạ. Đấy, đây các bạn nhìn thấy này, nội thất của nó này rất là xịn sò nhé, 318 triệu đồng. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với một cái chiếc xe mà số sàn 1.25 biển Quảng Ninh này, màu trắng này. Đây là một chiếc xe bản tiêu chuẩn thôi, tức là bản pay thôi. Cũng được trang bị khối động cơ 1.25 và tên tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển Quảng Ninh, màu trắng các bạn nhé. Rất là đẹp. Với chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá cũng khá là hợp lý, với giá 245 triệu đồng, đời 2017, tức là rẻ hơn cái bản SI kia rơi vào tầm khoảng 30 triệu. Đấy, gần 30 triệu. Nhưng mà đây chỉ là một chiếc xe bản thường thôi, nó không được trang bị hệ thống túi khí và không có tất cả mọi thứ như bản đủ, đúng không ạ? Nhưng nội thất của nó thì cũng là một bộ nội thất khá là đẹp, bằng da. Da này da lỗ nhá, da lỗ ngồi rất thoáng, và biển Quảng Ninh. Hơn nữa thì chiếc xe là một chủ từ đầu, tên tư nhân. Lên chiếc xe thì cam kết cho quý hàng là zin cả xe. Với những chiếc xe như thế này thì Tuấn Anh có thể bảo hành máy cho các bạn tầm 3 tháng để cho các bạn sử dụng thật yên tâm và thoải mái. Với giá 245 triệu đồng thì quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác anh chị em có thể sở hữu ngay về chiếc xe Morning này. Màu trắng rất đẹp.
Vâng, sang bên đây thì chúng ta lại có thêm một cái chiếc xe nữa. Đó là chiếc xe Kia Morning đời 2017. Nhưng mà con 2017 này thì bên em giờ chỉ bán có 205 triệu đồng thôi. Rẻ hơn con này 40 triệu đồng. Tại sao ạ? Tại vì đây là một cái chiếc xe mà nó đã lướt qua dịch vụ. Đó, tầm nào, tiền nào của đấy thì chúng ta sẽ có những chiếc xe như vậy dành cho các bác. Ví dụ không đủ tiền mua chiếc xe bên đây thì chúng ta sẽ cố với đấy, tầm tiền bên đây để chúng ta chạy dịch vụ. Đó là một cái vốn khởi nghiệp đấy, để cho chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Vậy thì quý bà con nào đang có nhu cầu thì hãy nhớ nhấc máy lên. Nó chỉ được mang cái mác là taxi, và 100% thì taxi sẽ chạy nhiều hơn những dòng xe gia đình. Nhưng để về độ lỗi thì bên em cũng có thể khẳng định và cam kết cho quý khách hàng là xe không có lỗi, không có đâm va, đâm xô tai nạn và không ngập nước. Chỉ có cái là chiếc xe là mác taxi chạy nhiều hơn những chiếc xe gia đình. Đó, thì sẽ rẻ hơn so với những chiếc xe gia đình. Và chiếc xe này thì cũng đang đeo tên tư nhân biển Hải Dương 34A57970. Sơn xi màu xanh cực kỳ đẹp và rất là đẹp và bắt ngắt cho tất cả mọi người. Vậy quý bà con, cô bác, anh chị em nào đang quan tâm về cái chiếc xe này thì đây cũng là một cái chiếc xe đáng để cho các bạn cân đối và suy nghĩ ở cái tầm tiền loanh quanh 200 triệu, đúng không ạ? Mà chúng ta vay mượn mãi mới được 200 triệu để mua một chiếc xe khởi nghiệp thì chúng ta cũng có thể cân đối. Vẫn bảo hành, vẫn cam kết cho tất cả các bạn, bảo hành máy cho các bạn 3 tháng và cam kết cho các bạn là xe không có đâm va, đâm xô tai nạn với chiếc xe Morning này. Ở đây thì chúng ta đang có hai chiếc xe form cũ nhưng mà cũng cái giá loanh quanh tầm 200. Đây là một chiếc xe biển Hải Phòng 15A34569 hay là 39546 gì đó. Chiếc xe này thì nó là bản SNX các bạn nhé. Đây, bản SNX. Mà chúng ta cũng đừng nhìn vào đây để chúng ta có thể khẳng định đây là bản SNX và cái số này thì chúng ta mua đầy, đúng không ạ? Nhưng vì sao chúng ta sẽ có thể nhìn vào thì chúng ta sẽ cùng xem. Một chiếc xe Morning bản SNX số tự động 1.25. Chiếc xe 1.0. Con này thì nó là hàng nhập khẩu, hàng nhập khẩu nguyên con nguyên kiện của Hàn Quốc. Đó, số tự động 1.0. Và với cái dòng SNX này thì nó sẽ được trang bị cái gì ạ? Nó được trang bị hệ thống điều hòa tự động, hệ thống sấy ghế đầy đủ. Với cái đời 2009 này thì đầu năm 2009 thì nó sẽ là cái form này, cuối năm 2009 đến 2010 thì nó sẽ là một cái form khác, đó là form sport và số zig zag. Số của nó, cửa số là số zig zag và máy eco. Con này thì nó cũng là bản SNX nhá các bạn nhá, bản đủ luôn các bạn ạ. Xi nhan được tích hợp ở trên gương la răng đúc theo xe với cái giá bán là 195 triệu đồng. Với chiếc xe này thì đã được lên cả màn hình và cam hành trình. Đấy, phun đồ chơi rồi cho các bác. Màu này thì cũng khá là dễ đi. Nói chung là dành cho các bác nào mà muốn mua một chiếc xe đi lại tập lái, hay là cho chị em phụ nữ gọi là đi lại làm công trình, làm nội trợ hay là tất cả công việc văn phòng, thì với cái chiếc xe này nó cũng đáp ứng đầy đủ cho các bạn. Nhỏ gọn này, dễ luồn nách này, các ngõ phố đều rất là ok, với cái giá chỉ có 195 triệu đồng. Vâng, sang bên đây thì chúng ta cũng có một chiếc SLX, nhưng con này là màu xanh và biển Hà Nội. Nhưng con này sẽ rẻ hơn chiếc xe bên đây, tại vì chủ nhân của chiếc xe này đang cần cắt lỗ, đang cần tiền gấp và bán. Với chiếc xe này thì đang đeo biển Hà Nội 30A 0 3764. Với chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá chỉ còn 183 triệu đồng thôi, tức là rẻ hơn chiếc xe bên cạnh tầm hơn chục triệu đồng một tí. Vâng, con này thì vẫn chìa khóa khiển theo xe, vẫn là bản SNX, điều hòa tự động và hệ thống sấy ghế đầy đủ. Đó, hệ thống túi khí, điều hòa, khóa khiển và đăng kiểm tháng 11 năm 2022. Vâng, 1.0 cũng eco đầy đủ và giá bán chỉ có 183 triệu đồng thôi, dành cho bà con, cô bác, anh chị em nào đang quan tâm về cái chiếc xe Morning này màu xanh này. Đây là một thời điểm vàng, cũng như là hiếm khi thì chúng ta mới có cái dịp mà chủ nhân của chiếc xe cắt lỗ, thì chúng ta khẳng định đây là một chiếc xe giá rất rất hợp lý cho mọi người. Vâng, tiếp tục thì với một cái chiếc xe màu trắng ở bên cạnh, một chiếc xe màu trắng ở bên cạnh đây thì chúng ta có thể thấy được đây là một chiếc xe Kia Morning. Với chiếc Kia Morning sản xuất năm 2016 bản tiêu chuẩn, tức là bản Pay, và máy 1.25 đang đeo biển Hải Phòng với giá bán 190 triệu đồng. 190 triệu đồng thì quý khách hàng cũng đã sở hữu được chiếc xe Morning này. Vậy thì quý bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về mẫu xe Morning này thì đây cũng là một cái mẫu xe cực kỳ hợp lý cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em có thể là xem và tham khảo, đúng không ạ? Vâng, biển Hải Phòng, đăng kiểm dài, màn hình Android, mua về thì về cái giá 190 triệu thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác về thủ tục ra tên luôn. Đấy, bình thường thì bên em bao sơ, nhưng với con này thì em có thể bao giao tên cho mọi người luôn.
đó. Và cuối cùng thì có một chiếc i10 lạc loài vào đây, thì chúng ta lại có một chiếc i10 2014 bản đồ số sàn, xe gia đình sử dụng với giá chỉ có 235 triệu đồng thôi. Vậy quý khách hàng, quý bà con, có anh chị em nào quan tâm về chiếc i10 này thì đây là một chiếc xe cũng khá hợp lý với giá 235 triệu đồng. Vâng, vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho tất cả mọi người và quý khách hàng về 8 chiếc xe Morning. 8 chiếc xe Morning với cái giá loanh quanh tầm hơn 100 cho đến 200 triệu đồng. Có cả số sàn, số tự động. Vậy thì bà con, có anh chị em nào quan tâm về những chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Vâng, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bạn chị em ạ.